mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khi mấy mộ hoàn tất. Năm 1997, có một vị kỹ sư tài ba ưu tú đã thiết kế và chế ra một máy mổ heo độc đáo khác người. Nếu đem heo sống bỏ vào miệng máy thì chỉ mấy phút sau, da, lông thịt, xương, huyết, đầu, vân vân, từng phần đều được cắt chia thành phẩm và xuất ra hoàn hảo. Khi máy giết mổ này được lắp ráp thành công, ngày cho máy hoạt động thử thì tất cả ban lãnh đạo và gia đình viên kỹ sư thiết kế máy đều đến dự kháng. Kỹ sư đích thân khai máy, biểu diễn cho mọi người xem. Ông tự tin bật công tắc khởi động máy. Lúc ông quay mình bước đi thì y phục bất ngờ bị vướng vào máy, giống như có người kéo giữ lại vậy. Đang dùng tay tháo gỡ thì nơi miệng cổ máy như có một lực cực mạnh hút ông vào thẳng trong máy. Những người đứng xem chứng kiến thảm trạng này đều bàng hoàng hoảng kinh. Một người vội lao tới ngắt điện, nhưng quá muộn, viên kỹ sư đã không còn sống. Vì chỉ trong vòng mấy phút, đúng như tài năng ông thiết kế, máy giết mổ đã nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh và chia chẻ thân ông thành từng phần hoàn hảo, y như ý người sáng chế cài đặt. Máu, thịt, xương, cái đầu, nội tạng đều xuất ra, sắp xếp rất khéo trong thoáng chốc. Các đồng sự của ông chỉ biết sững người đứng ngó, còn gia quyến của ông thì khóc to vang trời. Ai cũng bất ngờ vì sự cố vừa xảy ra, không thể tưởng tượng được chính ông lại là vật thí nghiệm đầu tiên cho cỗ máy giết mổ. Ta có thể thấy lòng ích kỷ không mảy may có chút từ tâm của nhân loại. Giả như vừa rồi rơi vào máy mổ là một con heo thì tất cả sẽ reo mừng vì thí nghiệm thành công và tuyệt chẳng hề thương tâm như thế. Đại văn hào Mỹ quốc trứ danh Hemingway, lúc ông chết, toàn thế giới đều chấn động và dành cho sự thương tiếc, vì ai cũng cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế vì sao có thể tự sát, hơn nữa là dùng súng tự tử. Đối với việc này, người ta cảm thấy vô cùng thắc mắc, không sao hiểu nổi. Thực ra, ông Hemingway lúc sinh tiền rất ưa săn bắn và dùng súng bắn giết vô số động vật. Vì vậy mà cuối cùng ông đã dùng súng để tự giết mình. Nếu nói theo báo ứng nhân quả thì chẳng phải đây là đáp án hay sao? Ha ha ha, 问什么的说